Nga hỏi niên cách kinh trình quan viên dân cách hội niên đời xưa thái thảo sinh nàng đế nguyên mây liễu sinh nhà thay thanh tân long dày đến năm 17 cha thạc trăng còn lòng mẹ thương con đêm ngày ấp bao thắp thương thân Phật khấn nguyện ngày đêm mong sao được vậy vậy có thơ hồi niên rằng sao vậy rằng tình cờ lại gặp mối đế vương phải chưng là con tàu hóa ơi la nhường thấy chùa mà thanh nha vắng đêm nằm mơ mộng ông đút bao rằng mày đấy được chồng bán à nhang nhị thừa hội liên ấy mây xe là đây ấy mây gọi là đấy xe lên đường ấy đấy xe lên đường nàng ở trong phòng thật là ôi chính chuyên đêm ngày mà khấn nguyện mấy đế lấy chồng đế vương nhị thừa hội liên ấy mây xe là đây ấy mây gọi là đấy xe lên đường ấy đấy xe lên đường nàng ở trong phòng thất là ôi chính chuyên đêm ngày mà khấn nguyện mấy đế lấy chồng đế vương nhị thừa hội liên ấy mây xe là đây ấy mây gọi là đấy xe lên đường ấy đấy xe lên đường chẳng ngờ ông bút bao mày lấy được chồng bán nhang nhị thừa hội liên ấy mây xe là đây ấy mây gọi là đấy xe lên đường ấy đấy xe lên đường đường về nhà tôi ôi xa thay ôi là tôi phải mấy đế đóng nơi xe vàng nhị thừa xe là đầy ấy mấy gọi là đầy xe lên là đàng nhị thừa hội liên ấy mấy xe là đây ấy mấy gọi là đầy xe lên đường ấy đầy xe lên đường chẳng may bụt còi ôi mười phương con tôi mà đấy được mấy đế đế vương thua này nhị thừa hội liên ấy mấy xe là đây ấy mấy gọi là đấy xe lên đường ấy đấy xe lên đường chẳng may bụt cười ôi linh thầy ông bụt bao mày mấy đế đây chồng bán nhang nhị thừa hội liên ấy mấy xe là đây ấy mấy gọi là đấy xe lên đường ấy đấy xe lên đường nhân chứng thua này mấy được ngôi vợ vua thôi là mà chưa đợi mấy đế đợi chờ hồi ra nhị thừa hội liên ấy mấy xe là đây ấy mấy
dân nối đường xa bao giờ đến nhà mà để mây chắc thập phân đi thưa ôi liên ấy mây xe là đây ấy mây gọi là đây xe lên đường ấy đây à xe lên đường ấy lại mà vợ xe mây để mà vợ vua ai ân tự dày mấy đề và rồi bút bao mày ơi xin thầy bán nhang mà cao khế hòa để đến nay mừng lòng